Thưa quý vị, những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện bài viết về việc đội thanh niên xung kích tỉnh Trà Vinh đã giúp đỡ đưa một bệnh nhân có chứng nhận hộ nghèo vượt 2.000 km từ Trà Vinh về lại nhà tại tỉnh Bắc Ninh. Nhưng khi đến nơi, thì thành viên đội xung kích phát hiện gia đình này rất là khá giả, thậm chí là có cả nhà hai tầng. Bài viết đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, cùng hàng trăm ý kiến bình luận nêu câu hỏi liệu có phải là việc quản lý cấp giấy chứng nhận hộ nghèo ở địa phương chưa sát sao hay không? Theo nội dung bài viết, thì anh Trần Huỳnh Hoài Phong, đội trưởng đội thanh niên xung kích tỉnh Trà Vinh đã bày tỏ sự bức xúc. Anh Phong chia sẻ về câu chuyện như sau. Bà Nguyễn Thị Thơm là bệnh nhân ca được đội tình nguyện đưa về quê. Con gái bà Nguyễn Thị Thơm liên hệ với chúng tôi nhờ đưa bà về quê ở xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Nghe con gái bà kể về hoàn cảnh mẹ bị ung thư nhiều năm, chúng tôi rất đồng cảm và đã giúp đỡ đưa bà về nhà. Nhưng khi về đến nhà thì chúng tôi thấy gia đình rất khá giả, theo anh Phong, đội thanh niên xung kích tỉnh Trà Vinh chỉ nhận giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Do đó, khi nghe con gái bà Thơm nói về hoàn cảnh gia đình và thấy có giấy chứng nhận hộ nghèo của địa phương nên đội đã rất tin tưởng. Anh Phong nói thêm rằng vì quãng đường từ Bệnh viện Trà Vinh về Bắc Ninh dài khoảng 2.000 km, chúng tôi đã đưa hai mẹ con bà Thơm đến Nha Trang và nhờ đội tình nguyện ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đưa họ về đến Bắc Ninh. Anh Phong cho biết cả hai chuyến xe đều được miễn phí toàn bộ, nhưng đội sẽ sử dụng hình ảnh của gia đình để kêu gọi tài trợ đủ tiền xăng xe. Tuy nhiên khi về đến nơi thấy nhà to nên mọi người vô cùng bức xúc. Anh Phong nói những trường hợp như vậy gây cho đội nhiều bức xúc, nếu mà họ nói trước cho chúng tôi thì mọi chuyện đã khác. Dù họ không thực sự khó khăn nhưng nếu thật thà chia sẻ, chúng tôi vẫn giúp bình thường và cảm thấy được tôn trọng. Theo anh Phong, đội thanh niên xung kích tỉnh Trà Vinh đã hoạt động được 9 năm. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên đội gặp trường hợp như thế này. Cả đi và về thì hết khoảng 4.000 km, chi phí chuyến đi mất hơn 10 triệu đồng. Về vụ việc, chị Phạm Thị Thảo, sinh năm 1987, con gái bà Thơm cho biết, mẹ chị bị ung thư 11 năm, tính đến thời điểm hiện tại đã mổ phẫu thuật 8 lần. Chị Thảo chia sẻ bố tôi mất cách đây 20 năm, mẹ tôi vất vả nuôi ba chị em ăn học. Hiện nay thì cả ba đã lấy chồng và tôi là con cả, lấy chồng gần nên thường xuyên ở đây với mẹ để chăm lo sức khỏe cho bà. Theo chị Thảo, gia đình được công nhận hộ nghèo và cận nghèo đã 10 năm nay. Ngôi nhà hai tầng được ông bà chị Thảo xây từ năm 1991. Trong số các bức ảnh đội từ thiện chụp khi mẹ tôi về, có bức là hình nhà của bác ruột tôi, Chị Thảo cho biết dù mẹ chị có ba cô con gái nhưng không ai có điều kiện. Khi ở Trà Vinh, sức khỏe của mẹ tôi rất yếu. Bà không thể đi được bằng máy bay nên tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ của đội thiện nguyện. Ông Phạm Ngọc Thắng, anh chồng của bà Thơm cho biết, hình ảnh ngôi nhà 2 tầng mà đội thiện nguyện đăng lên là nhà của ông, nằm kế bên nhà bà Thơm, chứ không phải là căn nhà của bà. Thưa quý vị, và để có những thông tin xác thực về vụ việc này, thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Cao Phan Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Nguyên liên quan đối dung này thì biết là là, là là phản ánh của đội tuyển huyện đấy chụp ảnh nên là sai, không nên là sai. Thì nhà đấy không phải nhà của, của gia đình đấy. Còn hôm nay thì nó, phòng lao động minh của huyện cũng như sở của tỉnh của Tài làm việc rồi, gần 12 giờ trước nay rồi anh đưa vào chấm điểm rồi rồi cứ tận rồi đấy đây là hộ nghèo tỉnh đặc thù của quảng bắc Linh. Đây chứ chưa có hộ nghèo trung lương kia như bình thường kia tại vì bắc ninh có hai loại nghèo nghèo trung lương và nghèo địa phương nên nghèo tỉnh ấy đây là nghèo của đặc thù của tỉnh chứ không phải người trung lương kia nhé nhà này nhà này thì bây giờ trả lại thì cũng từ tận cuối chắc là nhiều người nhà bây giờ mới là không có nhà còn đi ở viện thôi cái thứ hai là bà lại có ba người con gái ấy. Thì hai người lấy chồng xa Còn một người lấy chồng ở trong xã Nhưng mà gia đình cũng, cũng, khó khăn nên là bà lại ở của mình Còn nhà bà này thì này, xây từ năm 1991 Còn năm 2004 thì uh, Tân đi đi sửa chữa đấy Có một cái tròi bên trên đấy sửa chữa lại Còn cơ bản nhà bà này bây giờ thì hầu như không ở nhà Và được viện thôi và mà bệnh viện đã qua tình trạng này thì lâu cái mấy tháng này trong rút oxy ra cái nào lại sống ấy thằng bà mẹ bảo làm cái bệnh đấy mà lại gia đình khó khăn lắm nhưng mà có điều là vì cái nhà chủ ảnh đấy chứ không thể ở nhà bà đấy nhưng nhà bà đấy là cũng, cũng có cái nhà xây từ gạch nhỏ đấy từ chín mươi đấy bây giờ là một mình nhưng mà hiện tại bà bây giờ vẫn đang ở điều trị ở ở bệnh viện không không, không có nhà chấm điểm và làm việc không được gì không được gì ngoài cái bảo hiểm không không không, không, không có cái chế độ tháng theo ông Thành thì trên địa bàn xã Quảng Phú hiện có 63 gia đình được công nhận là hộ nghèo, trong đó có 37 hộ nghèo theo tiêu chuẩn của nhà nước và 26 hộ nghèo của tỉnh. Ông Thành cũng cho biết thêm tiêu chí hộ nghèo của tỉnh Bắc Ninh phải chấm đa chiều. Những người tham gia chấm hộ nghèo đều đã được đi tập huấn ở huyện Năm 2023, Bắc Ninh bắt đầu áp dụng chính sách hỗ trợ hộ nghèo của tỉnh, điều chỉnh nâng tiêu chí đo lường thu nhập tối thiểu cao hơn so với quy định thu nhập tối thiểu của Trung ương là 250.000 đồng. Cụ thể, hộ nghèo ở khu vực thành thị có thu nhập bình quân đầu người một tháng là từ 2.250.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội trở lên. Hộ nghèo ở nông thôn có thu nhập bình quân đầu người một tháng là từ 1 triệu 750 000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội trở lên. Hộ cận nghèo ở thành thị có thu nhập bình quân đầu người một tháng là từ 2 triệu 250 000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội. Hộ cận nghèo ở nông thôn có thu nhập bình quân đầu người một tháng là từ 1 triệu750.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội chuẩn hộ có mức sống trung bình ở thành thị có thu nhập bình quân đầu người một tháng là trên 2 triệu 250.000 đồng đến 3 triệu 375.000 đồng chuẩn hộ có mức sống trung bình ở nông thôn có thu nhập trên 1 triệu750.000 đồng đến 2 triệu 625.000 đồng như vậy trường hợp bà Thơm trong vụ việc này được Ủy ban Nhân dân xã Quảng Phú xác định là hộ nghèo theo tiêu chuẩn của nhà nước. Và liên quan đến bài đăng về trường hợp nhà bà Thơm thì mới đây trên trang của đội thanh niên xung kích tỉnh Trà Vinh đã xóa hình ảnh ngôi nhà 2 tầng vốn là nhà của ông Phạm Ngọc Thắng, anh chồng bà Thơm. Saki Tamogami được mệnh danh là cô gái tiết kiệm nhất Nhật Bản khi có thể mua ba ngôi nhà trong vòng chưa đầy 15 năm và thực hiện ước mơ mở một quán cà phê mèo. Saki Tamogami, 37 tuổi tiết lộ, mỗi ngày cô chi tiêu 200 yên, khoảng 34.000 đồng cho đồ ăn. Ngay từ khi 19 tuổi, cô gái đã đặt mục tiêu sở hữu 3 ngôi nhà trước khi 34 tuổi. Cô cho biết, bản thân cảm thấy thoải mái và an toàn khi tiết kiệm được tiền. Đồng thời, cô cũng cảm nhận được niềm vui khi thấy số tiền tiết kiệm của mình tăng dần. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô làm việc cho một công ty môi giới bất động sản và chi tiêu rất cẩn thận với những đồng lương của mình. Để giảm thiểu chi phí, cô tự chuẩn bị mọi bữa ăn với những món đơn giản như bánh mì nướng, mì udon, ăn kèm với củ cải muối. Với chi phí mỗi bữa ăn không quá 50 yên, khoảng 8.500 đồng. Thỉnh thoảng, cô sẽ cải thiện bằng cách thêm một chút mứt trên bánh mì hoặc một miếng cá hồi với cơm, nhưng hiếm khi vượt mức 200 yên mỗi ngày. Thậm chí, cô còn không mua bát mà ăn trực tiếp trong nồi để tiết kiệm tiền. Trong nhiều năm liền, cô gái luôn trung thành với phương châm không mua bất kỳ gì nếu không được giảm giá. Từ năm 19 tuổi, cô gái đã ngừng mua quần áo. Thay vào đó, cô xin quần áo từ người thân và đồ đạc khác cũng được gom từ đống rác. Cô chưa từng nhộm tóc hay uốn tóc. Chính vì vậy, cô có thể bán nó với giá khoảng 3.100 yên, khoảng 530.000 đồng để trang trải chi phí sinh hoạt trong nửa tháng. Nhờ kiên trì tiết kiệm, cô đã mua được căn nhà đầu tiên của mình ở Saitama, thuộc vùng Kanto, phía bắc Tokyo, với giá khoảng 10 triệu yên, khoảng 1,7 tỷ đồng khi mới tuổi. Cô đã dùng tiền cho thuê nhà để trả tiền thế chấp, giúp cô có thể mua căn nhà thứ hai với giá 18 triệu yên, khoảng 3 tỷ đồng. Vào năm 2019, cô đã đạt được mục tiêu sở hữu ngôi nhà thứ ba với số tiền 37 triệu yên, tức khoảng 6,3 tỷ đồng. Tamogami cho biết, động lực để cô sống cuộc sống tiết kiệm như vậy xuất phát từ mong muốn cứu hộ những chú mèo hoang. Chúng đã trở thành niềm an ủi của cô trong những lúc khó khăn. Cô đã thực hiện được ước mơ của mình và mở một quán cà phê mèo ở tầng trệt ngôi nhà thứ ba. Đây cũng là nơi trú ẩn và hỗ trợ nhiều chú mèo hoang. Quán cà phê thu hút những người yêu mèo và thu nhập từ đó có thể giúp Takumami chăm sóc chúng với số lượng lớn hơn. Mặc dù đã đạt được những mục tiêu, nhưng cô gái vẫn tiếp tục sống đạm bạc và dự định dùng thu nhập từ tiền thuê nhà cùng tiền lương để tiếp tục mua nhà.